Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio Holic Sách Nói. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện phu quân ngây thơ đệ nhất thiên hạ của tác giả Duyệt Vi. Chuyện thuộc thể loại trọng sinh, gia đấu, nam chính ngốc nghếch ngây thơ. Kênh chúng mình vẫn còn nhiều thiếu sót, rất mong các bạn hoan hỉ bỏ qua và chúng mình trân trọng cảm ơn nếu nhận được bình luận góp ý của các bạn để phát triển kênh. Không làm mất thời gian mọi người nữa, hãy cùng nhau khám phá câu chuyện thú vị này nhé. chương 41, có thai. Tuy là ngày xuân nắng ấm, sắc xuân ấm áp khắp nơi, nhưng tâm tình Yến Hồng lại xuống thấp một cách khó hiểu, cứ luôn cảm thấy nóng nảy, cả ngày chán ngán không có tinh thần. Đông Phương manh dắt nàng đi ngắm chim trong vườn, nàng nằm ườn trên giường mềm không muốn dục dịch. Hắn thỏ tay sờ sờ chán nàng, lại sờ mình, lo lắng, nóng. Không sao, manh manh đi xem chim con một mình đi, để Hồng Hồng ngủ một lát được không? Yến Hồng dáng cười với hắn. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ, nói, "Manh manh cùng." Sau đó tự động chạy tới giường nhỏ đối diện giường, cởi quần áo ra, còn Ân Cần vạch chăn ra, lom lom chờ nàng lại. Yến Hồng cảm động tâm ý của hắn, cũng không nói mình chỉ muốn chợp mắt một lát, đi lại cởi áo ngoài, dựa đầu trong lòng hắn, xong chỉ một chốc đã ngủ say xưa đông phương manh xưa nay luôn ngủ đúng giờ đương nhiên không ngủ được ngơ ngác ôm hôn nương tử cả tư thế cũng không biết đường đổi muốn nhéo khuôn mặt hồng hào của nàng chơi lại sợ làm nàng tỉnh vẻ mặt rối rắm nếu yến hồng thức dậy chắc chắn sẽ cảm thấy cực kỳ dễ thương ngủ một giấc tới giờ ngọ yến hồng tỉnh lại cảm thấy đầu óc tỉnh táo cực kỳ sung sức há miệng gọi manh manh muốn đi xem chim con không đi hồng hồng cùng đi gọi xong mới phát hiện Đông Phương Manh ở đằng sau nhe răng nhếch miệng. Sao vậy? Yến Hồng Sán lại kiểm tra. Tê, đau. Hắn xoa xoa bả vai, mặt nhăn như cái bị rách. Lúc này Yến Hồng mới biết mình thoải mái lại mang cho hắn gánh nặng lớn thế. Áy náy vội vàng bổ cứu. Nào nào nào, Hồng Hồng xoa xoa dùm manh manh. Hắn theo chỉ thị của nàng ngoan ngoãn nằm sấp xuống, bị mát xa đại pháp ấn lung tung của nàng làm hắn la om sòm. Yến Hồng trột dạ định ngừng hắn lại không chịu. Tập nhân tiến vào gọi, tiểu thư, cơm chưa xong rồi, dùng bây giờ hay chờ lát nữa à? Vừa vào thì thấy tiểu thư nhà mình lại ngược đãi cô ra, thế mà cô ra còn bày ra bộ dạng đau nhưng sướng nữa chứ. Cảm thấy dưới sự ảnh hưởng của tiểu thư nhà mình, cô ra càng lúc càng thích tự ngược đãi bản thân rồi. Yến Hồng dừng tay hỏi, manh manh đói chưa? Hắn gật, cầm đập xuống gối, đói, muốn ăn cơm. Vì thế hai người dừng mát xa, xuống giường mặc quần áo lại, ra phòng bên ăn cơm. Ăn xong mất chưa đến nửa canh giờ, Yến Hồng lại mệt mỏi. Ôi, mùa đông đã quá ba tháng rồi, sao mình còn y chang rắn muốn ngủ đông thế này chứ? Đông Phương Manh vốn đang ngồi một bên chống má trầm tư, không biết nghĩ ra cái gì, đôi mắt đen nhánh nhìn nàng nửa ngày, cười hì hì, heo con. nửa ngày Yến Hồng mới nghĩ ra, hắn đang chọc nàng giống như heo con. Khụ, điển cố này xuất phát từ một ngày nọ, Đông Phương Manh ngủ chưa dậy, Yến Hồng nhào nặn gò má mũm mĩm của hắn thành ngọn núi nhỏ, sau đó ngón tay cái hết ngược mũi hắn lên, làm thành hình dạng heo con, còn nói, heo con lười ham ngủ. Ặc, bây giờ báo ứng lên người yến hồng dứt khoát phòng má hai tay dựng bên tai phe phẩy trợn mắt bắt trước huynh bắt giới con khỉ kia lão chưa mệt rồi mau đi trải giường làm xong chính mình không nhịn được cười vừa cười vừa cảm thấy hai ngày nay tâm tình mình phập phồng cũng quá lớn đông phương manh không biết nàng nói gì thấy nàng hài hước như thế cũng cười theo ăn cơm chưa tới một tiếng mà lên giường ngủ không tốt cho sức khỏe Yến Hồng không muốn làm tấm gương xấu cho Đông Phương Manh, nên gọi gia nhân mang bàn cờ tới, manh manh, đánh cờ với Hồng Hồng không? Nói đến cái này nàng lại muốn rơi lệ, nàng không giỏi cờ vây, tự biết tài nghệ của mình rất kém nhưng ỷ lại tốt xấu gì nàng cũng chơi kiêu kiêu bao nhiêu năm, nhất thời hứng chí dạy Đông Phương Manh chơi ca do. Kết quả dạy xong đồ đệ, bây giờ sư phụ lại sắp bị đả kích chết rồi. Nếu không phải muốn nâng cao tinh thần, nàng tuyệt đối không muốn tự tìm kích thích kết quả đánh đánh đông phương manh dục nàng hồng hồng đánh đi nàng từ trong cơn mơ màng tỉnh lại ồ đến ta rồi á đến hồng hồng rồi đánh bừa một bước đông phương manh nhíu mày chề môi bình luận một chữ dở nàng lại thua oa vì sao toàn là nàng thua nàng không phải khổng phu tử không muốn chuyển nhà dựa vào đâu hắn còn nhớ lần trước nàng bình phẩm kỳ nghệ của tập nhân hả? vì sao còn áp dụng lên người nàng hả? tập nhân ở bên sùng bái nhìn đông phương manh cô ra ngài là thần tượng của nô tỳ nàng biết thần tượng là đối tượng được sùng bái nhé không chơi nữa yến hồng chơi xỏ lá không chịu đánh nữa có điều hình như ngoài đông phương manh ra những người khác đều chê tài đánh cờ của nàng không muốn chơi với nàng Duy nhất tập nhân đánh thua nàng, lúc bị nàng chê kỳ nghệ quá kém thì rất có khí phách mà đoạn tuyệt quan hệ với cờ ca do. Manh manh, đi dạo được không? Đánh cờ sau. Vội vàng cứu vãn bạn cờ duy nhất. Đồng phương manh suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Hắn chê nàng đánh cờ chậm quá, mỗi nước đều chờ thật lâu. Buổi tối bị lão phu nhân kêu đi ăn cơm. Uệ, lại là canh gà ác, nàng vừa ngửi thấy mùi này liền cảm giác nước chua trào ngược. Đông phương manh tử tế gắp cho nàng một cái đùi gà, nàng ráng nhịn đưa lại gần miệng, không được rồi, ủa. Đông phương manh tổn thương nặng, lão phu nhân ngẩn ra, mừng như điên, mau mau mau, mời đại phu tới. Mẹ, con không sao đâu, gần đây khẩu vị kém quá, không cần phiền đại phu. Yến Hồng xúc miệng, nói với lão phu nhân, sau đó an ủi Đông Phương Manh. Xin lỗi Manh Manh, Hồng Hồng không cố ý, dạo này Hồng Hồng không thích đùi gà nữa. Đông Phương Manh giàu dĩ nhìn nàng, Hồng Hồng, sinh bệnh. Hắn biết cái gọi là sinh bệnh bắt nguồn từ trận cảm lạnh của công gia lúc đầu xuân. May mà nền tảng sức khỏe của lão công gia không tệ, có điều phải nằm trên giường 5-6 ngày, khiến Đông Phương Manh sợ hãi. Vì thế hắn còn đặc biệt canh trước giường lão công gia mấy ngày, làm lão công gia cảm động rơi nước mắt. Hay, thật ra chuyện này phải trách Yến Hồng. Có ngày mẫu thân của một quản sự trong phủ qua đời, Đông Phương manh hỏi nàng, chết, là gì? Nàng nói với hắn, chết tức là ngủ vĩnh viễn, không tỉnh lại nữa. Thế nên hắn thấy lão công gia ngủ liền mấy ngày, sợ ông không tỉnh lại nữa, khăng khăng muốn canh chừng ông. Từ lúc hắn tiến bộ dần dần, tình cảm của hắn với cha mẹ cũng tăng dần chỉ dưới yến hồng. Lần nào Đông Phương Tề viết thư cũng oán trách, nói trong lòng đệ đệ thứ tự của hắn xếp ngược. Đừng nói bậy, hồng hồng không bênh, nói không chừng là chuyện vui đó. Chương 42, Yêu thích Mang thai là một chuyện vừa kỳ diệu vừa khủng khiếp. Kỳ diệu là, một, hạt đậu, nhỏ xíu, hai tháng trước len lén, nảy mầm mọc rễ trong bụng nàng, sau đó từ từ lớn lên, Tuy đến giờ còn chưa thấy nó nhưng lại có thể cảm nhận được nó đến, nó trưởng thành, nó yêu thích, chờ 8 tháng nữa là có thể thấy nó rồi. Khủng khiếp là Yến Hồng cảm giác mình đã biến thành một người hoàn toàn khác, những thứ ưa thích lúc trước giờ tự dưng không thích nữa. Lúc trước chán ghét giờ cực kỳ yêu thích. Điểm này thể hiện rõ ràng nhất ở khoản ăn. Trước khi mang thai, khẩu vị nàng thiên về ăn nhạt, không thích đồ ngọt lắm cũng không ưa ăn cay quá kết quả bây giờ có bảo bảo cũng không biết có phải tại bảo bảo bên trong kêu gọi mạnh quá hay không nàng không ăn cay không vui mỗi lần ăn cơm đều khóc lóc suốt mướt hại đông phương manh căng thẳng tới mức quên ăn cơm không ngừng lấy ống tay áo lau nước mắt cho nàng còn vỗ vỗ lưng nàng rỗ không đau không đau có trời chứng giám nàng đau chỗ nào có lúc nàng đang bê tô canh chua cay vừa ăn vừa chảy nước mắt Hắn thình lình đập bóp lên lưng nàng, tuy không đau nhưng nàng hoảng hồn. Kết quả xảy ra màn tiên nữ giải canh, còn vang lên đầy người một trong năm đóa kim hoa đang phục vụ nàng. Nàng giải thích vô số bận, hắn vẫn bỏ ngoài tai, vì thế đành mặc hắn nghe hay không, cho bảo bảo ăn no quan trọng hơn. Có bữa chạy tới nhà bếp kiếm đồ ăn, kết quả nhìn thấy Lưu Thẩm đang sắt củ cải trong nhà bếp. Nàng nhìn mà nước miếng chảy ba ngàn thước. Lưu thẩm tưởng nàng muốn ăn củ cải, tỉ mỉ gọt vỏ lựa đoạn ngọt nhất sạch nhất đưa nàng. Kết quả nàng chỉ vào chùm củ cải, chính là lá củ cải đó, nói, ta muốn ăn cái này. Làm lưu thẩm chấn động đờ ra thành tượng ngay tại chỗ. Nàng thỏa mãn ăn xong lại dầu dĩ vô hạn, đường đường là con người tự dưng lại giống như trâu, đi ăn cỏ. Còn có bữa, đột nhiên nàng rất nhớ món cơm chiên, tự mình giúp đầu trong bếp làm một chảo lớn, hào hứng bưng ra tính chia với Đông Phương Manh. Kết quả Đông Phương Manh hoàn toàn không hứng thú với món này, chỉ ngồi bên chống má nhìn nàng ăn. Hay thật, nàng chiên chung với tôm khô, thế mà ăn sạch một chảo cơm tới nỗi bụng ảnh lên trời. Buổi tối lão phu nhân sộc qua thăm nàng, Đông Phương Manh khoa tay múa chân với mẹ hắn, hôm nay hồng hồng ăn nhiều lắm, một chảo to. Sau đó vẽ một vòng tròn tới nửa mét, làm lão phu nhân hoảng hồn kéo nàng kiểm tra một lượt, con à, cẩn thận ăn hư bụng mắt. Yến Hồng thẹn quá hóa giận, nói bậy, đâu ra cả chảo to, rõ ràng ít hơn nhiều mà. Còn mì nữa, một tô mì to như thế, Đông Phương Manh cũng chỉ dáng được một nửa thế mà nàng ăn sạch sẽ, ăn xong còn thèm thuồng nhìn tô của hắn, cười hì hì, manh manh không ăn hết à, hồng hồng ăn dùm nhé. Đương nhiên Đông Phương Manh không từ chối rồi nhưng tập nhân thì nhảy dựng lên. Tiểu thư, người vừa ăn hết mười mấy miếng điểm tâm rồi, cẩn thận bội thực. Tiểu thư nhà nàng rõ ràng cầm tinh con chuột, sao bây giờ như trâu vậy, dạ dày có tới bốn ngăn. Nàng mắt điếc tai ngơ sơi sạch sẽ mì lẫn canh, ăn xong vẫn còn chỗ trống lại nhét thêm ít trái cây nước quả gì đó. Đông Phương Manh cười tít mắt, không hề hoảng sợ, ngược lại rất cao hứng nàng ăn nhiều như thế, chỉ vì Yến Hồng đã nói với hắn, Hồng Hồng phải ăn nhiều một chút, như vậy bảo bảo trong bụng mới nhanh lớn. Manh manh có thể nói chuyện với con rồi. Đương nhiên sở thích của nàng cũng không cố định, hôm qua còn gặm lấy gặm để món này, hôm nay nhìn thấy lại muốn ói, hại năm đóa kim hoa mỗi ngày sáng sớm thấy mặt nàng. Câu đầu tiên là, tiểu thư hôm nay người muốn ăn gì? Nô tỳ lập tức đi mua món mới nhất. Hu, dạ dày nàng, hoàn toàn biến thành cái động không đáy rồi. Ngoài ra, nàng còn thường xuyên nằm mơ khiến người ta khó mà tưởng nổi, đa phần dính tới đồ ăn. Ví dụ như có lần nàng mơ hái lựu, khắp đồi khắp núi toàn là lựu vừa đỏ vừa lớn, nàng trèo lên cây hái hái, hái tới cười tâu tóe, kết quả thèm tỉnh, chùi miệng, toàn là nước miếng, khó khăn lắm mới nhịn tới trời sáng nói với giai nhân muốn ăn lựu. Giai nhân dẫn người chạy hết chợ cũng không tìm thấy, sau tìm thấy một loại quả không khác lựu lắm gọi là lựu hồng ngọc là trái cây phiên bang còn đặc biệt tốn một mớ tiền mua về chỉ là mùi vị không giống lựu lắm yến hồng không ăn được thứ mình muốn giàu dĩ tới mấy ngày công gia và phu nhân nghe nói không nói hai lời viết thư gửi vào cung cũng chẳng biết đông phương tề dùng cách gì gửi về một sọt kết quả nàng ăn hơn một tháng trời sau đó nhắc đến là sợ còn có lần, mơ thấy mình đi siêu thị cực bự ở đời trước, đi mua sơn cha mà mua hoài không được, ngồi xổm chính giữa siêu thị khóc hu hu, nước mắt tuôn như suối, người xung quanh đứng chỉ trỏ vào nàng nàng cũng mặc kệ, chỉ cảm thấy tủi thân vô cùng. Tỉnh lại, đông phương manh bĩu môi nhìn nàng, cũng sắp khóc theo. Sau đó tự dưng nàng ôm hắn khóc ầm ĩ khóc tới mức năm đóa kim hoa ùn ùn chen vào, sốt cả ruột, tiểu thư, tiểu thư à, sao vậy sao vậy? Đau chỗ nào phải không? Nàng nức nở, ấm ức nói, ta muốn ăn sơn cha. Sáng hôm sau lão phu nhân nghe xong, cười suýt nữa té xuống ghế. Đương nhiên, cuối cùng sơn cha cũng đưa tới không ngừng, lão phu nhân còn đích thân nói với nàng, con à, muốn ăn cứ nói, đừng lo lắng, sơn cha mua lúc nào cũng có. Làm nàng đỏ mặt mấy ngày, sơn cha vẫn ăn không bỏ lão phu nhân đặc biệt vui vẻ, cứ nói, chua trai cay gái, chua trai cay gái, tốt quá, vừa chua vừa cay, trai gái đầy đủ. Hết, vậy là đầy đủ á. À? Chả biết có đáng tin không nữa. Sau đó lão phu nhân thấy Yến Hồng cũng không kiêng kỵ, cả ngày thích đi là đi, thích gì ăn nấy, thỉnh thoảng còn nhảy nhót. Tuổi bà đã lớn không thể canh nàng cả ngày, sợ nàng còn nhỏ tuổi, lại lần đầu mang thai, không hiểu biết, lo lắng chằn chọc băn khoăn cả đêm. Cuối cùng không nhịn được sáng sớm hôm sau gọi Đông Phương Manh qua nói nửa ngày trời, cũng chẳng biết bồi dưỡng hắn cái gì, tóm lại hắn về lạc phong uyển cứ như quản giáo trại giam vậy, cả ngày canh trước mặt nàng, y chang con cún trung thành, nàng đi đâu hắn đi đó, thậm chí nàng đi nhà xí hắn cũng gác bên ngoài. Mấy ngày trước thi thoảng hắn còn chạy ra vườn bắt châu châu ốc sen này nọ, bây giờ toàn bộ hoạt động kia quang sang một bên, Lấy Yến Hồng mang thai làm trung tâm, canh gác chặt chẽ chung quanh Yến Hồng, kiên quyết quán triệt toàn diện chính sách, canh người thật chặt, bắt buộc hoạt động 12 canh giờ một ngày của Yến Hồng phải nằm dưới mí mắt hắn. Ngoài ra, tên này còn tụng rất nhiều lần, lão phu nhân trích dẫn, thấy nàng ăn xong định ngủ, vội vàng kéo nàng ra ngoài dạo, mẹ nói ăn xong phải ra ngoài đi 999 bước mới được ngủ. Đầy đủ 999 bước nhé thiếu một cũng không được, hơn một cũng không xong. giám sát manh manh canh chuẩn lắm cơ. ngủ cũng rất nhiều quy củ, không được ngủ trên giường mềm, nhất định phải lên giường ngủ. không được quên đắp chăn, ngủ trưa nhất định phải ngủ đủ nửa canh giờ. thời gian cũng bị đồng hồ hình người đông phương manh canh chính xác hết chỗ nói. năm đóa kim hoa cũng hóa thân thành mẹ già, mỗi giờ mỗi khắc đều nghiên cứu bữa sau nên ăn gì khi nghe nói ba tháng đầu mang thai rất dễ xảy liền phát động từ trên xuống dưới phủ thăng cấp yến hồng lên động vật cần được bảo vệ hễ là vận động mạnh mẽ gì đó đều cấm không cho nàng làm lúc nàng trách móc nhà bếp làm đồ ăn không hợp khẩu vị muốn tự mình làm chẳng những chỉ cho phép nàng đứng đằng xa nhìn phụ trách chỉ huy bằng miệng không cho động thủ còn không cho nàng lại gần hít khói dầu nữa buồn cười nhất là đông phương manh sau khi hắn tiếp thu huấn luyện bí mật của lão phu nhân một lần nữa, tiêu chuẩn hiển nhiên thăng lên hơn năm đóa kim hoa không chỉ một cấp. Ngay cả việc bưng cái bát hơi to một chút cũng không cho nàng làm, nếu nàng có ý đồ chống đối, hắn sẽ phồng má chừng mắt, chân mày nhăn như con sâu lông, manh manh giận rồi đấy. Năm chữ to ịch, có tác dụng hơn hết thảy. Bây giờ thiếu gia này mà giận lên không phải dỗ một chút là xong đâu, thực hành vận động kháng cự, tam không, triệt để không nhìn không nghe không nói xem như nàng không tồn tại hơn nữa còn duy trì thời gian không ngắn oái nàng vô dụng chỉ một ngày đã chịu không nổi tên này càng lúc càng xấu rốt cuộc có một ngày yến hồng nhịn hết nổi hỏi hắn manh manh tóm lại mẹ nói cái gì thế hắn há miệng tụng nguyên một bài phụ nữ có thai mắt không nhìn cái xấu tai không nghe tiếng ô uế ngưng yến hồng đưa tay cản hắn hoài nghi manh manh biết nó có ý gì không hắn thành thật lắc đầu nàng trợn trắng mắt biết ngay mà vẫn là đọc thuộc lòng thôi trí nhớ tốt cũng không thể lãng phí như vậy tập nhân đứng bên hí hửng tiểu thư hình như muội hiểu đó yến hồng lười lườm nàng luôn thế mẹ còn nói gì nữa nếu lão phu nhân chỉ bắt hắn học thuộc bấy nhiêu mấy trò hắn làm trước đó từ đâu ra. Còn thiếu nước không nhốt nàng vô dọ đeo trên lưng thôi, ăn gì cũng phải chờ hắn kiểm tra mới được. Không được ăn thịt tiểu bạch, không được ăn thịt mị mị, không được ăn thịt gâu gâu, không được ăn thịt tiểu cường, không được ăn trái cay. Vô số món không được, làm Yến Hồng thiếu điều muốn khóc. Tiểu bạch là thỏ, mị mị là dê, gâu gâu là chó, tiểu cường là vịt, trái cay là gừng ông trời ơi, nàng còn ăn được gì hả? Không được, nàng muốn phản kháng. Ít nhất phải biết vì sao không được ăn mấy món đó. Kết quả hỏi xong hắn lắc đầu, mẹ không nói. Hợp máu. Chờ lão phu nhân tới hỏi lại vậy. Từ sau khi nàng có bảo bảo, lão phu nhân không cho nàng qua thỉnh an nữa. Nói quá xa, sợ nàng mệt, đổi lại thành mỗi ngày thỉnh thoảng bà cụ lại qua thăm nàng. Người làm con dâu như nàng thật tình thấy băn khoăn. Phủ quốc công rất lớn nhưng chỗ lão phu nhân ở cách Lạc Phong Uyển cũng chừng 5 600 mét, mệt chỗ nào. Mỗi ngày theo lệ đi 999 bước còn xa hơn nữa. Nhưng bà cụ không cho nàng chạy tới chạy lui, nói không yên tâm. Được rồi, nghe lời bà vậy. Buổi chiều hôm đó, bà vừa tới Yến Hồng Điền khéo léo thăm dò, mẹ, cái đó. Có thai rồi kiêng kỵ nhiều đồ ăn vậy à? Nàng thích thịt thỏ, nàng muốn ăn thịt thỏ, hu. Đương nhiên rồi, lúc nào nên ăn cái gì đều có bài bản cả. Giống như thịt thỏ này, ăn xong con sinh ra sẽ bị sứt môi, xấu lắm. Thịt dê cũng không được, ăn sẽ bị động kinh, ăn thịt chó con sinh ra sẽ ưa cắn người, ăn thịt vịt con ưa lắc đầu, ăn gừng con sẽ mọc sáu ngón tay. Ngoan vì sinh ra đứa bé khỏe mạnh xinh xắn, nhịn đi con, mẹ đã trải qua rồi, nghe lời mẹ không sai đâu. Này, đây là danh sách thức ăn kiêng cữ mẹ tìm tôn đại phu liệt kê ra đó, con xem qua thôi, manh nhi và nhà bếp nhớ kỹ rồi, không cần lo lắng. Nói xong còn tự hào hiền từ nhìn đông phương manh một cái. Yến Hồng nhìn mấy tờ giấy chi chít chữ, khóc không ra nước mắt. Chương 43, Biến hóa lão phu nhân sớm đã căn dặn yến hồng ba tháng đầu không ổn định nhất vì thế muốn nàng và đông phương manh tuyệt đối không được cùng phòng khổ nỗi đông phương manh là cái tên cố chấp ngủ với yến hồng quen rồi giờ bảo hắn dọn ra chỗ khác đương nhiên hắn không chịu mỗi tối đến giờ là giúp vào bên cạnh yến hồng tuy yến hồng không cho rằng hắn ngủ cạnh nàng sẽ ảnh hưởng tới thai nhi gì đó nhưng quả thật tư thế ngủ của hắn thật là lúc chưa biết có thai còn bị hắn không biết nặng nhẹ đè bao nhiêu lần. Hắn lại ưa lấy bụng nàng làm gối đầu, may mà bé con trong bụng khá mạnh khỏe, không xảy ra chuyện gì. Bây giờ nghĩ lại cũng sợ hết hồn, vì thế đành dỗ hắn, sợ hắn không thấy nàng thì không quen, còn bố trí một cái giường mềm cạnh giường. Buổi tối hắn ngủ trên giường mềm, nàng ngủ giường lớn, coi như là ngủ chung. Hễ Đông Phương manh nhìn là thấy nàng còn bên cạnh, ngước mắt lên là gặp cũng sẽ không ầm ĩ nữa. Đương nhiên chuyện phòng the phải cấm rồi. Nàng còn cố tình nói rất nghiêm trọng với Đông Phương Manh, bảo bảo bây giờ đang ngủ trong bụng hồng hồng, manh manh không thể ôm ôm, làm ồn bảo bảo tỉnh dậy sẽ khóc, khóc rồi sẽ không chịu ra gặp manh manh đâu. Hù Đông Phương Manh tối nào cũng ôm gối khổ sở nằm mọp trên giường mềm nhìn nàng, nhìn tới nỗi nàng vừa buồn cười vừa đau lòng. Hắn không thích che giấu tâm trạng mình, một khi dục vọng dâng lên, mặt nghẹn đỏ bừng, miệng xì xà xì sổ lăn qua lộn lại, bảo nàng làm sao ngủ ngon được. Do dự một lát, ngoác hắn lên giường, đỏ mặt bảo hắn cởi đồ, nàng cẩn thận nhớ lại phim đời trước nàng xem, cuối cùng dùng biện pháp khác giải quyết giúp hắn. Bằng không hắn nhịn quá lỡ mắc bệnh gì, khoan nói đau lòng, lỗ lã cũng là nàng. Đông phương manh giải phóng xong, hai mắt sáng long lanh, hai má đỏ bừng, nàng nhìn mà động tình, ngực loáng thoáng đau nhức. Nàng biết phụ nữ có thai rồi thân thể càng mẫn cảm hơn, trước mắt giải quyết dùm hắn xong bản thân lại phải nhịn, đành nhỏ nhẹ dù gì dỗ hắn lên giường mềm ngủ. Vào tháng thứ ba, bụng yến hồng lớn hẳn ra, không bằng phẳng như hai tháng đầu nữa mà đã có đường cong, do thời gian trước nàng ăn như điên, người cũng mập lên rất nhiều, hễ ai nhìn cũng nhận ra nàng có thai. Mà khẩu vị ngon lành của nàng trước đó cũng tuyên bố giải ngũ ở thời điểm này. Nàng bắt đầu ốm ngén liên tục, nói nôm na chính là nôn ẹ. Kỳ thật tình trạng của nàng cũng chỉ nghiêm trọng hơn vào hai ngày đầu, gần như ăn gì ói nấy. Lúc trước không thịt không vui, hai ngày nay nghe chữ thịt thôi là đã có phản ứng rồi. Mấy thứ tanh như sữa dê, trứng gà gì đó càng khỏi nói. Mấy ngày nay tâm tình Yến Hồng đặc biệt gay gâu, không có khẩu vị gì cả. Tìm không ra món mình muốn ăn, dạ dày cứ như bị cái gì đó lấp đầy không ngừng muốn móc nó ra, sáng sớm vừa dậy đã thấy ghê tởm, cứ nôn khan mãi mà không ói ra được gì. Mỗi bữa chỉ ăn được chút cháo trắng, nhưng nàng lại sợ cứ như thế thì dinh dưỡng của bảo bảo không được, vì thế mỗi lần đành cố gắng ăn chút canh trứng, ăn xong lại ói, ói xong ăn tiếp, cả ngày cứ ăn ói ói ăn như thế mà trôi đi. Ai, ít nhiều gì cũng ăn vào được một chút tốt xấu gì cũng hấp thu được một ít. Yến Hồng khổ sở nhưng hạnh phúc dạy dỗ bé con trong bụng. Bảo bảo ơi, mẹ vì con mà chịu không ít tội đâu. Sau này con phải ngoan ngoãn nghe lời nhé. Lớn lên phải mua đồ bổ đền bù mẹ mỗi ngày đó. Mấy ngày gần đây không rời ống nhổ. Đông Phương Manh cũng ôm cái ống nhổ số 3 màu sắc sặc sỡ chạy lại. Thấy nàng không muốn ói. Đầu tiên mở to mắt quan sát bụng nàng một hồi. Sau đó dè dặt sờ lên giống như bình thường sờ mó mấy chú mèo con, dịu dàng vuốt ve ra bụng nàng, vừa sờ vừa nói nghiêm trang, nghe lời, ngoan ngoãn. Dạo này hắn hay nghe Yến Hồng và lão phu nhân nói thế, vì vậy cũng học theo, tuy rằng hắn không biết bé con trong đó có nghe được không, nhưng hễ nàng khó chịu thì hắn lại nói một hai câu như thế, dường như đang thương lượng với Bảo Bảo, đừng hành hạ mẹ nó quá. Một lát sau, Yến Hồng lại nhịn không nổi, muốn đi nhà xí. Nàng đặc biệt nghi ngờ không biết có phải bàng quang của mình thu hẹp lại bằng hạt gạo không, đi tiểu cũng quá nhiều lần đi, một canh giờ mà đi bảy tám bận. gia nhân vừa thấy sắc mặt Yến Hồng, lật đật đưa tay đỡ nàng đi qua gian phòng nhỏ kế bên. Yến Hồng nghĩ bụng không biết có phải hệ thống tình báo của gia nhân đã lắp đặt đến trong bụng nàng luôn rồi không, sao mình chỉ mới dục dịch mông nàng đã biết mình muốn làm gì rồi. Đông Phương Manh nhắm mắt đi theo đằng sau. Yến Hồng đã thành thói quen, dù sao trừ con ra, hắn là người thân thiết nhất của mình, và lại hắn cũng không cảm thấy bất tiện, nàng cần gì vờ vịt thanh cao. Huống chi hắn cũng không đi theo vào trong mà chỉ chờ bên ngoài. Do hai ngày nay nàng ói dữ quá, gần như ngày nào Tôn Đại Phu cũng ôm sách y nằm vùng bên ngoài. Bên này lão phu nhân đã mướn sẵn hai vú già có kinh nghiệm sinh sản, một người suốt ngày chui trong bếp, thường xuyên hầm thuốc bổ đem qua. Người còn lại giúp đỡ năm đóa kim hoa, phụ nữ có thai cần chú ý những gì, ngày thường nên chăm sóc ra sao. Nhưng Yến Hồng luôn cảm thấy uống thuốc bổ không bằng ăn đồ bổ. Một là nàng không ngửi được mùi thuốc đông y, hai là thuốc ba phần độc, uống nhiều quá sợ rằng chỉ có hại chứ không có lợi cho đứa bé, luôn nhân lúc không ai chú ý, sai y nhân lanh tay lẹ chân mang đi đổ không lâu sau, chậu cảnh trong phòng càng lúc càng lớn khỏe. Toàn bộ quá trình Đông Phương Manh đều giúp đỡ tội phạm, hắn không biết cái khác nhưng biết thuốc là thứ xấu, chỉ có bệnh mới uống thuốc, thành thử bị Yến Hồng lừa gạt, kiên quyết đứng về phe nàng. Lúc chủ tớ Yến Hồng làm chuyện xấu, hắn còn ngoan ngoãn đứng ngoài canh gác. Lừa dối như thế được mấy bận, vú giả kia cũng không phải người ngốc, huống chi còn có y giả là tôn đại phu, thấy nàng quả thật không có gì đáng ngại. Nôn ngén cũng là hiện tượng bình thường, rốt cuộc bỏ thuốc, mỗi ngày thay đổi đủ kiểu đồ ăn cho nàng. Tâm tình Yến Hồng cũng từ từ ổn định, kiên trì mỗi ngày hết ăn lại ngủ, thi thoảng ói một hai lần, trải qua cuộc sống của một con heo. Hết cách, người nào làm mẹ mà không chịu tội một trận, nàng còn có người hầu hạ, coi như hạnh phúc rồi. Có lẽ là tâm trạng ảnh hưởng, một khi trong lòng thoải mái, nôn nén dường như cũng không nghiêm trọng cho lắm, mới có mấy ngày mà giảm bớt rất nhiều, đến giữa tháng thứ tư đã không ói nữa. Khẩu vị cũng tốt lên rất nhiều, cả nhà như chút được gánh nặng, đông phương manh bịn dịn chia tay với kiếp sống đồng tử ống nhổ. Ba tháng cuối thai kỳ, rốt cuộc yến hồng không nôn ói nữa, nhưng lại dính vấn đề khó chịu khác. Khoan nói tới vấn đề tiểu tiện cứ hành nàng, chân cũng bắt đầu sưng phù, eo cũng vừa đau vừa nhức, ngực lớn ra trái sơn cha nho nhỏ trên đó cũng cứng hơn đầu vú thâm đen nở ra thường hay rung rung hoặc phát đau có lúc đau nhức làm nàng choàng tỉnh thật tình nàng ngượng khi phải nói mấy triệu chứng đó với tôn đại phu vì thế đành tự mình lén xoa bóp hy vọng đỡ hơn một chút tối ấy nàng lại bị đau ngực tỉnh giấc không biết làm sao đành ngồi dậy chẳng những đau còn cảm thấy ngực nặng trịch dường như có khí bẩn bám bên trong không tan ra được khó chịu hết sức nước mắt lại trào lên một cách khó hiểu ngớ ngác nhìn Đông Phương Manh nằm ngủ lăn quay trên giường mềm kế bên rất muốn hắn lại ôm nàng vào lòng dỗ dành nàng hôn nàng nàng muốn hắn tuy hắn không hiểu lòng nữ nhân nhưng nàng vẫn muốn hắn nước mắt không ngừng nhỏ giọt nàng tủi thân không thôi thật ra nàng cũng không biết vì sao tự dưng mình suy sụp như thế Bản thân phụ nữ có thai đã dễ buồn dễ vui rồi, tuy rằng lúc trước nàng cũng từng rơi xuống đáy vực nhưng chưa có lần nào khó chịu như lần này. Xưa nay nàng không thích khóc, không phải ẩn nhẫn, cũng chẳng vờ kiên cường mà là khóc không giải quyết được vấn đề. Huống hồ nàng luôn cảm thấy mình sống rất khá, nhưng tối nay, tịch mịch và cô đơn bất ngờ ập tới khiến nàng không kềm được nước mắt. Khóc một lát, có lẽ dùng hết sức, nàng lại thấy đói khụt khịt mũi, nàng khom lưng sỏ dày chuẩn bị đi kiếm đồ ăn. Thời gian này bọn gia nhân cũng mệt mỏi, lo lắng còn nhiều hơn bà mẹ tương lai như nàng nữa, nàng không nhẫn tâm đánh thức họ. Sỏ dày xong, nàng chùi nước mắt, lại ngây ra một hồi, vừa định đứng dậy thì cảm thấy có hơi là lạ, lạ, hình như có ai đang nhìn nàng vậy. Tầm mắt đảo bốn phía mới phát hiện không biết đông phương manh thức lúc nào, đôi mắt sáng ngời trong đêm đen cực kỳ có thần. Yến Hồng hoảng hồn, ngồi lại giường. Hắn không nói một tiếng bò dậy, dày cũng không mang, nhảy lên giường, dụi dụi mặt mình lên mặt Yến Hồng. Hồng Hồng khóc rồi. Giọng hắn có vẻ dầu dầu, hình như không vui. Có lẽ vừa rồi mình khóc hơi lớn, làm hắn thức trăng. Yến Hồng gượng cười, nói, xin lỗi, làm manh manh thức, Hồng Hồng không sao. Đau, hắn không để ý lời nàng nghiêng đầu hỏi, trong bóng tối không nhìn rõ nét mặt hắn nhưng Yến Hồng vẫn nhận ra hắn lo lắng. Chua sót khổ sở trong lòng tan biến như kỳ tích, vội vàng lắc đầu, không đau, chỉ hơi đói thôi. Hắn nghĩ nghĩ, lại xuống giường ngồi lại giường mềm, lần mò bốn phía, Yến Hồng không quen bóng tối như thế, đứng dậy thắp đèn, chờ đèn từ từ sáng lên, y nhân còn hầu ở gian ngoài vọt vào, tiểu thư, sao vậy? Người đói à? Không hổ là chị em tốt cùng lớn lên với nàng, nàng cần gì họ đến ngay. Ừ, cô gia cũng dậy rồi, muội đi xem còn có gì ăn không? Ta và cô gia đều ăn. Yến Hồng nghĩ nghĩ, dứt khoát ăn bữa đêm cho rồi. Y Nhân vâng dạ đi ra. Quay đầu lại, tay Đông Phương Manh cầm một cái túi giấy nhỏ, mỉm cười đưa cho nàng. Nàng đi qua cầm lấy hỏi, cái gì vậy? đồng phương manh chỉ cười không nói nàng mở ra là mấy miếng bánh hạch đào nàng nhớ bữa tối điểm tâm đâu phải món này mấy ngày gần đây cũng không thấy ai ăn ngồi xuống cạnh hắn nghiêng đầu hỏi hắn manh manh tìm ở đâu thế hắn lắc đầu đáp mua đó hắn đi mua lúc nào nhẹ nhàng người thử còn tốt ăn được cầm một miếng đưa tới miệng hắn Hắn lại lắc đầu đưa tay đẩy trở về, Hồng Hồng ăn, ăn xong không đau, không khóc. Yến Hồng nghe xong lại thấy chua xót, nhưng không tủi thân mà cảm động. Nàng làm sao thế? Cho dù hắn không giỏi diễn đạt nhưng vẫn biết đau lòng nàng, nàng còn bất mãn cái gì đây? Hít mũi, cười ngu ngốc, ăn chung nhé. Cắn một miếng, lại cười ngu ngơ, ngọt quá. Vốn dĩ nàng không thích ăn ngọt bây giờ lại cảm thấy không có thứ gì ngon bằng đồ ăn trong tay. Đưa cho hắn, hắn nghĩ nửa ngày mới cầm tay nàng cắn một miếng nhỏ, cũng cười, ngọt. Mấy miếng bánh hạch đào không lớn, hai người chàng một miếng tiếp một miếng, cứ thế mà ăn tới khi y nhân bưng bánh bao lên. Ăn xong hai chén bánh bao to, lại đi mấy vòng trong phòng coi như tiêu cơm. Đông Phương Manh cũng không ngủ nữa, đi cạnh nàng, nàng khoác tay hắn, nhẹ nhàng dựa người vào vai hắn, chậm rãi đi bộ, cảm thụ yên tĩnh chưa từng có từ sau khi nàng có thai tới nay. Chương 44, máy thai. Yến Hồng biết ăn nhiều trái cây, sinh con sẽ xinh đẹp. Lúc 5 tháng, anh đào bắt đầu chín, nàng thèm ăn quá chừng, sai người ra phố mua đầy một giò nhỏ, rửa xong ăn từng trái, chua nhăn mặt lại. Đông Phương manh nhịn không được hỏi nàng, ăn không ngon. Nàng gật đầu, chua chết luôn. Vừa nói vừa nhăn mày tiếp tục lựa mấy trái chua lè mà ăn. Đông Phương Manh càng thắc mắc, vì sao khó ăn còn cứ cố ăn. Yến Hồng chơi xấu nhét một trái vào miệng hắn. Hắn ngơ ngáo nhai, mặt nhăn như cái bị nhưng vẫn nhai vài miếng nuốt xuống, phun hạt, dụ mặt nói, chua, ăn không ngon. Yến Hồng ngồi bên vừa ăn vừa cười. Buổi tối tắm xong, thấy mái tóc đông phương manh xóa ra ẩm ướt, nàng vội vàng vẫy hắn lại, định lau tóc giúp hắn. Kết quả hắn đứng cách mấy bước lưỡng lự cả buổi trời, cuối cùng khổ sở nặn ra hai chữ, không được. Không được gì? Lau cái đầu mắc gì? Đâu có nói phụ nữ có thai không được lau tóc cho người khác. Sao vậy? Yến Hồng quyết định hỏi cho rõ. Hắn đi lại ngồi trên giường mềm của mình nhìn nàng, mí mắt giật giật dường như bên trong có hơi nước dần dần dâng lên khiến nàng chìm đắm trong đó cơ hồ không thoát ra được trước khi bảo bảo sinh chỉ được hôn không thể lên giường hồng hồng hắn nghiêng đầu ngẫm nghĩ nói xong ánh mắt sáng người chờ nàng đồng ý mặt nàng thoát cái đỏ bừng chẳng lẽ biểu hiện của mình háo sắc thế à cho dù nàng có mưu gian thì dưới tình huống trước mắt nàng cũng không có can đảm ăn trộm mà hắn còn chưa học cách kềm chế mình trên giường, nàng đâu dám cho bảo bảo mạo hiểm. Không, không phải. Hồng hồng muốn lau tóc cho manh manh, tóc ướt ngày mai dậy sẽ đau đầu. Nàng lắp bắp giải thích, trong lòng lại cảm động không thôi. Trước đó lão phu nhân chỉ nói với hắn có một lần mà hắn luôn ghi nhớ kỹ, sau đó một mực nhẫn nhịn. Nàng muốn dùng cách khác giúp hắn dễ chịu hắn cũng không cho, sợ không tốt cho nàng bấy giờ hắn mới đi lại, để nàng lau khô tóc, quay đầu lại khẽ hôn lên môi nàng, nói nhỏ, vui vẻ. Nàng nhìn hắn, nước mắt cũng từ từ dâng lên, cười hôn lại, hồng hồng cũng vui vẻ. Ngày cứ thế bình lặng trôi qua. Đến mùa hè, các loại trái cây từ từ nhiều lên, bụng yến hồng cũng từ từ biến hóa. Phản ứng mang thai của nàng hoàn toàn biến mất, có lẽ tâm lý đã hoàn toàn thích ứng với chuyện mang thai. Yến Hồng càng lúc càng có ý thức của người làm mẹ, tâm tình ổn định, ăn uống ngon miệng, cân nặng tăng không ngừng, tinh thần đầy đủ. Tóm lại, kiếp trước đời này, từ thân thể đến tinh thần chưa bao giờ, viên mãn, như thế. Ngực của nàng càng lớn hơn trước, mông cũng to ra trở nên tròn trịa thấy rõ. Có điều nàng đã sớm tiếp thu sự thật thê thảm này nên cũng chỉ ai oán vài câu tượng trưng, sau đó bình tĩnh ôn hòa tiếp tục ham ăn ham uống lúc trước bụng căn bản chưa nhìn ra cái gì, Đông Phương Manh đã tò mò sờ thử vài bận, kết quả không sờ thấy gì hết, hứng thú của hắn cũng phai nhạt. Bây giờ thấy bụng nàng nổi lên, hắn lại nảy ý ngồi xổm trước người nàng sờ mó nửa ngày, sờ đến giữa bụng nàng và xương khung chậu, vẻ mặt hắn rõ ràng thay đổi, kinh ngạc nói với nàng, cứng. Yến Hồng mỉm cười đáp lại hắn, nàng biết lúc này bé con ước chừng đã thành hình rồi, nếu có thiết bị chẩn đoán tiên tiến, chắc có thể nghe được tiếng tim bé đập. Tôn đại phu tới bắt mạch theo lệ thường, nói bảo bảo bên trong lớn rất nhanh, mạch đập ổn định mạnh mẽ, là một đứa bé mạnh khỏe cường tráng. Yến Hồng cũng biết rõ thời gian này việc ăn uống càng quan trọng, bởi vì bảo bảo sẽ hút chất dinh dưỡng từ mẹ liên tục, từ đó thúc đẩy các tổ chức cơ quan sinh trưởng. Nữ nhân đều mắc bệnh thiếu máu đời trước vì cơ thể nàng thuộc thể hàn thiếu máu, chỉ cần trời lạnh thì tay chân bút như đá, mỗi lần tới kỳ đều cực kỳ đau đớn. Kiếp này tình trạng không nghiêm trọng như thế, nhưng hiện tại có con, ngoại trừ ăn nhiều cá và đậu, trái cây theo bản năng bổ sung vitamin và mần. nàng còn đặc biệt bảo nhà bếp làm nhiều món dầu chất sắt, ví dụ như gan heo, nấm mèo, tảo tía, táo đỏ vân vân, dinh dưỡng bổ sung đầy đủ, cốt cho bảo bảo phát triển mạnh khỏe cường tráng. Buổi chiều hôm đó, Yến Hồng ăn xong điểm tâm chiều lại cảm thấy hơi bội thực không tiêu hóa được, vì thế đi vài vòng trong vườn cùng Đông Phương manh bầu bạn và mấy nha đầu. Nàng đã sớm kêu người thay lối đi trong hoa viên thành đá cuội, như vậy đi lại có thể thuận tiện mát xa huyệt đạo, có ích cho thân thể rất nhiều. Mỗi ngày sau bữa ăn, trước khi ngủ đều phải đi mấy vòng. Đi, đi, đột nhiên nàng cảm thấy dị thường, trong bụng hình như có con sâu nhỏ đang nhúc nhích dục dịch, nàng ngừng phát lại, dán tay lên bụng tập trung cảm nhận, quả nhiên lại động đậy. Con à, con đang chào mẹ đấy ư? Yến Hồng kích động không thôi, hơn nữa nôn nóng cần có người chia sẻ tâm tình với nàng, thế là kéo tay Đông Phương Manh Áp lên bụng mình, hấp tấp hỏi hắn, thế nào, có cảm giác không? Đông Phương Manh Hoang mang nhìn nàng nửa ngày, hỏi, sao vậy? không thể không nhắc một chút, gần đây ngôn ngữ và biểu cảm của hắn tiến bộ thật sự, nhíu mày nhìn nàng. Con động đậy, bảo bảo đang động. Lần đầu tiên chân chính thể hội niềm vui sướng của người làm mẹ, giọng yến hồng run run. Tay đông phương manh lượn trên bụng nàng nửa ngày, quỷ con vừa rồi còn nhảy nhót rất vui vẻ giờ lại ngậm tâm. Đông phương manh không chịu thua dòng tai nghe ngóng nửa ngày, vẫn không có thu hoạch gì. Thấy vẻ mặt hắn đổi thành nghi ngờ, nàng cười ấn bàn tay đang định rụt về của hắn lại, đặt lên chỗ vừa rồi nàng cảm thấy thai máy nhiều nhất, khuyến khích, manh manh sờ lâu một lát, vừa rồi bảo bảo mệt rồi, nghỉ một lát sẽ động đậy lại. Nói xong lại thương lượng với bụng mình, bảo bảo, chào cha được không? Đồng phương manh vẫn nghi hoặc như cũ, đúng lúc này, dưới tay đột nhiên nổi lên một cục nhỏ, hắn hoảng hồn lập tức rụt tay về, nhìn chừng chừng cái cục nho nhỏ thực tế cách một lớp áo không nhìn thấy gì nửa ngày trời, mới cẩn thận đặt tay lên lại, một hồi sau, hắn sừng sốt nhìn nàng, bảo bảo đang chảy. Đương nhiên Yến Hồng cũng cảm nhận được nhóc con đang chuyển động, nàng mỉm cười nhìn đông phương manh ngồi trồm hổm đổi tay thành mặt, dán lên bụng nàng, nhắm mắt cảm thụ sinh mệnh nho nhỏ mang lại kỳ diệu và xúc động cho hắn. Vì sao? Trái! có vẻ như hắn đắn đo phải diễn tả như thế nào, nghĩ một chút mới hỏi. Bởi vì bảo bảo trong bụng hồng hồng tỉnh dậy, muốn hoạt động thân thể đó, duỗi tay này, đá chân này, có giống cá nhỏ bơi lượn không? Nàng ra sức miêu tả bức tranh hình tượng mà sinh động cho hắn nghe, muốn hắn cũng cảm nhận được bảo bảo trưởng thành, để cha con càng trở nên gần gũi. Vừa nãy, cái gì động? Hai mắt hắn tròn xoe, tìm tới tìm lui trên bụng nàng, muốn tìm ra bảo bảo. Nàng cười, có lẽ là đầu bảo bảo, hoặc là tay nhỏ, chân nhỏ, hoặc là mông nhỏ, hi hi. Lần này hắn càng ngạc nhiên, háo hức cọ mặt qua lại, cọ làm nàng phát nhột, cười khanh khách, hắn cũng ngu ngơ cười theo. Từ lúc ấy hắn liền thích kiểu đùa giỡn này, luôn đòi chơi trốn tìm với bảo bảo, bất kể ngày đêm. Mấy nha đầu đã sôi sục nửa ngày trời, kết quả thấy cô ra nhà mình chiếm đóng cứ điểm tốt nhất, căn bản không muốn nhường cho bọn họ hưởng thụ một chút, không nhịn được vò đầu bứt tóc. Hu, bọn họ cũng muốn chào tiểu thư nhỏ hoặc là thiếu gia nhỏ mà, vẫn là gia nhân nhiều chiêu, nói với hai người yến hồng, tiểu thư đứng lâu như vậy chắc là đùi mỏi rồi, ngồi xuống ghế gỗ nghỉ ngơi một lát đi. Nói rồi trải tấm đệm nhỏ luôn mang kè kè bên người lên ghế gỗ cách đó mấy bước, dưới gốc cây vẫn hơi lạnh nàng không muốn tiểu thư bị lạnh làm đau bé con đâu. Yến Hồng vừa ngồi xuống, không chờ đông phương manh lên sờ, mấy tiểu nha đầu thay phiên nhau hưởng thụ đãi ngộ sờ mó, gạt đông phương manh ra vòng ngoài. Sắc mặt hắn khó coi chừng bọn họ, mặt phồng lên thành trái bóng cũng không thấy bọn họ có ý tránh ra, cuối cùng tức giận đùng đùng túm một người trong đó đẩy ra, chen tới cạnh Yến Hồng, ôm cứng nàng, sau đó hùng hồn quát lớn, của manh manh, rất có khí thế một chồng canh cửa, vạn nữ là địch. Mấy đóa kim hoa khiêu chiến không lại uy quyền của hắn, đành hậm hực bỏ qua, âm thầm rủa xả cô ra thật là càng lúc càng keo kiệt, sờ có mấy cái thôi, khẩn trương y như bọn họ cướp luôn không bằng. Xong rồi, chiếu tình hình trước mắt, chờ tiểu thư nhỏ hoặc thiếu gia nhỏ chào đời, có phải bọn họ cũng không được ôm không? Chưa tới tối, tin tức bảo bảo động đậy đã lan khắp phủ. Công gia phu nhân hùng hục chạy tới, lão phu nhân tò tỏ, tỏ đi theo mặc cả với Đông Phương Manh. Manh Nhi à, mẹ sờ một chút thôi, một chút xíu thôi. Cuối cùng đạt được tâm nguyện, phu nhân kích động còn lợi hại hơn năm đó bản thân sinh ra xong bào thai nữa, cứ mãi mê gọi nào là bảo bối nào là núm ruột của bà với bụng yến hồng, làm lão công gia sốt ruột trợn mắt. Ôi trời, bà đừng vui một mình như thế, rốt cuộc như thế nào mau nói đi. Ông là cha chồng không thể trực tiếp sờ cảm thụ một phen, đành để bạn già truyền đạt. Ai ngờ bạn già này chỉ lo thỏa mãn mình, quang ông sang một bên không để ý, tức chết ông. Hình như bảo bảo nghỉ một lát sức lực lại tràn trề, thỉnh thoảng chào hỏi bà nội, làm lão phu nhân yêu thích cả buổi tối đều không nỡ về phòng ngủ. Đồ dùng trẻ con đã chuẩn bị cả núi, của công gia phu nhân chuẩn bị, của đông phương tề ở kinh thành siêu tầm khắp các ngóc ngách, của Đông Phương Ngọc từ biên quan sai người đưa về, đến những nam vương phủ và hoàng cung cũng tặng một đống tới, khỏi cần nói, là ý tốt của tiểu thế tử và thập lục công chúa. Mấy tháng tiếp theo, bụng nàng phình lên như khinh khí cầu. Lão phu nhân không yên tâm, quy định lúc nàng đi lại phải có người đỡ. Đông Phương Manh càng bị tẩy não một bận, dính lấy nàng như cái bóng, chỉ thiếu nước buộc sơi dây thừng trên người nàng hai vú già và năm đóa kim hoa càng khỏi nói, mỗi ngày ăn ngon uống ngọt hầu hạ, một khắc cũng không lơ là. Mùa hè sắp hết, bụng yến hồng càng giống trái dưa hấu lớn sắp chín, tròn vo. Hành động càng trở nên bất tiện, buổi tối ngủ cũng không thể tự trở người, còn thường xuyên bị sức nặng cơ thể đè ép khó thở. Thiếu chút nàng nghi ngờ liệu mình có bị liệt nửa người không nữa, đương nhiên, liệt nửa người còn mỏi eo đau lưng nữa. Đồng phương manh học hai vú giả biết cách giúp nàng trở mình. Buổi tối tình nguyện không ngủ cũng muốn canh bên giường giúp nàng. Nàng đau lòng muốn chết, hắn lại cố chấp không thôi. Cuối cùng đành nhờ tôn đại phu kê thuốc an thần, lén lút bỏ trong canh hắn thích uống. Nhìn hắn dáng chống mí mắt cứ trực sụp xuống ngồi trên giường nhỏ không chịu nằm, yến hồng vừa thương vừa xót, chàng mốc này. May mà rốt cuộc hắn chịu không nổi, ngã xuống ngủ mất yến hồng mới thở hát ra hắn không chịu ngủ làm sao nàng ngủ ngon được có bọn y nhân cách lớp bình phong trải chăn nằm canh rồi vấn đề trở mình của nàng không thành vấn đề trước ngày sinh một tháng đông phương tề lại xin nghỉ chạy trở về lý do hay ho là muốn chính mắt nhìn thấy cháu mình ra đời còn dẫn theo hai bà đỡ vang danh kinh thành cộng thêm một thập lục công chúa trở về công chúa vừa thấy yến hồng Câu đầu tiên là, trời ạ, à, Yến tỷ tỷ sao tỷ phì ra thế này? Nghe đi, giống người nói không? Sản phụ sắp lâm bồn có ai không phì? Nàng còn thon thả chán. Vội vàng sờ bụng nàng một chút, cảm giác mới mẻ. Tiểu công chúa tự biên tự diễn nói chuyện với nhóc con cực vui. Thấy đông phương tề cười khan không sờ. Nàng càng đắc ý, nói chuyện rôm giả. Ôi cha, nó hoạt bát ghê nha, chắc chắn đây là tay nó. Ha ha, chơi vui quá. Trừ trợn trắng mắt ra yến hồng không còn gì để nói. Vâng, chơi vui lắm, chơi vui thì mau đi mà sinh lấy một đứa, mắc gì lấy con nàng ra chơi. Thật ra tiểu công chúa hâm mộ không thôi, xem đi, manh manh săn sóc ghê chưa, còn giúp yến tỷ tỷ bóp chân, mặc dù vẻ mặt yến tỷ tỷ chẳng giống hưởng thụ gì cả. Nàng làm sao biết kỹ thuật mát xa của Đông Phương manh hoàn toàn không tu luyện tới nơi. Yến Hồng đâu có cách nào, một mảnh tình ý của manh manh nhà ta mà. chương 45, trở dạ. Hè qua, thu đến, lá phong sắp đỏ, Yến Hồng cũng sắp sinh rồi. Dự tính ngày sinh vào đầu tháng 11 nhưng hình như bảo bảo không chờ được muốn đến với thế giới này. Trước ngày dự sinh hơn 20 ngày đã muốn nhảy ra khỏi bụng mẹ. May mà Yến Hồng biết trước, ngày dự sinh gì đó không đáng tin, nên chuẩn bị cái gì đều đã sắp xếp ổn thỏa, mọi việc chu toàn, chỉ thiếu mỗi đứa bé đến đưa tin mà thôi. Kết quả lúc bé con chân chính đến báo tin, vẫn làm mọi người luống cuống rối tinh rối mù. Tối mùng 10 tháng 10, mọi người cùng nhau ăn tối. Càng gần ngày sinh lão phu nhân càng căng thẳng, gần như ngày nào cũng qua ở cùng nàng từ sáng đến tối, còn khẩn trương hơn cái người sắp sinh là yến hồng nữa đến lão công gia cũng không yên tâm, hai ông bà chỉ còn thiếu nước biến thành nhân viên chuyên môn hộ tống, một ngày 12 canh giờ đều ngó chừng nàng thôi. Hồng Nhi à, uống thêm ít canh gà đi con, ăn no một chút, đến chừng đó mới có sức mà sinh cháu ngoan. Lão phu nhân trước sau như một múc cho Yến Hồng một chén canh, trong chén nàng đồ ăn đã chất thành ngọn núi nhỏ rồi. Cảm ơn mẹ, Yến Hồng sớm đã học cách chấp nhận chuyện này rồi, không còn cách nào, thịnh tình khó khước mà, huống chi đâu phải nàng ăn không hết. Hồi trước trên bàn cơm Đông Phương Manh chỉ chăm chăm ăn, bây giờ cũng bị sự khẩn trương của lão phu nhân lây nhiễm. Tuy vẫn không nói nhưng lỗ tai lại dòng lên thật cao, kịp thời nghe trộm hai người nói chuyện, nhìn bộ dạng ắt hẳn không bỏ sót chữ nào. Yến Hồng vừa uống canh vừa lén lút quan sát lỗ tai vỉnh lên như tai thỏ của hắn, trong bụng ngứa ngáy, rất muốn sờ một chút phát giác nàng nhìn mình, hắn ngẩng đầu lên liếc nàng một cái, cười cực kỳ mê người. Wow, mặt lại đỏ rồi, da mặt nàng gần đây càng ngày càng mỏng. Ăn xong bữa cơm đầm ấm, lão phu nhân lại ngồi một lát mới đi về. Bọn nha đầu hầu hạ Yến Hồng tắm rửa, một người một bên dìu Yến Hồng về phòng ngồi trên giường mềm đàng hoàng mới lui ra, việc ai người nấy làm. Đông Phương Manh đã tắm xong từ nãy, đầu tóc cũng đã lau khô được một nửa tay còn cầm khăn lông thấy nàng vào liền đòi lau tóc giúp nàng tất nhiên yến hồng không từ chối rồi nàng ngồi trên giường mềm của hắn hắn nửa quỳ sau lưng nàng hai tay nhẹ nhàng xoa tóc nàng hiện tại hắn đã thành thói quen tắm xong nhất định phải lau tóc cho nàng sợ hôm sau nàng đau đầu yến hồng cảm giác bụng mình vừa rồi hình như co rút một chút hơi đau đau nhưng cảm giác này lập tức biến mất nên không để tâm lắm hắn lao xong mắt sáng người nhìn nàng muốn được khen đây thật là y như trẻ con đáng yêu chết luôn yến hồng duỗi tay vuốt mặt hắn cười khen ngợi manh manh giỏi quá vui vẻ tuy giọng điệu hắn bình thường nhưng nàng có thể cảm giác được hắn đang hỏi nàng hồng hồng rất vui vẻ nói xong nụ cười khựng lại bụng, lại đau rồi, đau dày hơn vừa nãy. Hồng hồng, hắn nhỏ giọng gọi nàng, nàng nhíu mày, đau đớn vây lấy không nghe được hắn nói. Hắn trầm mặc một lát, lặp lại lần nữa. Hà, lần này Yến Hồng nghe rõ ràng, đáp lại một tiếng, nhưng sắc mặt nàng làm hắn nhíu mày, ánh mắt dần trở nên kinh hoàng. Yến Hồng cười khổ nhìn Đông Phương Manh đang ngó mình đăm đăm, hít sâu một hơi, kéo tay hắn nắm thật chặt thật chặt, thì thầm, manh manh, bảo bảo muốn ra rồi, đi gọi y nhân giúp hồng hồng được không? Đừng sợ, không sao đâu. Đau, hắn ôm cánh tay nàng, nước mắt phút chốc dâng đầy vành mắt. Không đau, gọi y nhân vào, sẽ không đau nữa. Hiện giờ nàng còn chịu được, không thể hoảng hốt, càng không thể la to làm hắn bất an hơn. Môi hắn run run, lo lắng nhìn nàng, đi một bước lại quay đầu nhìn nàng vẫn mỉm cười khích lệ hai tay xoắn đệm giường thành nùi y nhân giọng hắn sen lẫn tiếng nức nở trở nên khàn khàn mau vào hồng hồng đau tiểu thư y nhân gác đêm xông vào như gió lốc theo bản năng nhìn yến hồng y nhân đi gọi bà đỡ ta sợ là sắp sinh rồi chán yến hồng dịn mồ hôi nhưng vẫn trấn tĩnh căn dặn y nhân không cần suy nghĩ lại chạy sộc ra ngoài gần như đồng thời gia nhân vọt vào như hỏa tiễn tiểu thư người nằm xuống trước đã đừng gấp bà đỡ ở ngay trong viện lập tức tới liền yến hồng gật đầu nàng còn chưa đau lắm cách lúc sinh còn một khoảng thời gian không đến mức đặc biệt khó chịu thấy mặt đông phương manh trắng bạch hoảng loạn vô cùng nàng để gia nhân dìu mình nằm lên giường vẫy tay gọi hắn lại hắn ngồi xổm cạnh giường, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, gương mặt y chang mèo vá, dùng ống tay áo không ngừng lau mồ hôi cho nàng, thì thào không đầu không đuôi, đau. Không cần chết. Yến Hồng chua xót, không đâu, Hồng Hồng còn phải sinh bảo bảo mà. Sẽ không chết, đừng sợ. Nhất định là hắn sợ lắm, cả người đều run rẩy. Một lát nữa nàng sinh, hắn làm sao bây giờ? Rất nhanh, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân rồn rập. Mấy bà đỡ giỏi từ kinh thành đến chờ sẵn trong phủ đều vào, xếp thành hàng, thế trận hùng mạnh. gia nhân chỉ huy mấy tiểu nha đầu dưới trướng đâu ra đấy, nấu nước, gọi người, cần làm gì thì làm, trầm ổn thứ tự, căng thẳng nhưng không rối loạn. Diệu nhân đi lại nhanh nhẹn trải dưới thân yến hồng một lớp vải bông trắng. Một bà đỡ trong kinh, họ cảnh thầm gật đầu, đi tới ngồi bên cạnh, nhìn bộ dạng Yến Hồng nói, tam thiếu phu nhân, thời gian còn sớm, có thể ăn chút gì đó trước, giữ sức. Giọng điệu khá chắc chắn, rất oai phong. Nói xong lại nhìn Đông Phương manh một chút, hơi chần chừ tam thiếu gia vẫn nên tránh đi thì hơn. Tay Yến Hồng bị Đông Phương manh nắm cứng ngắc, tất cả mọi người chung quanh đều bị hắn phớt lờ, chỉ nhìn chằm chằm Yến Hồng, lo âu trong mắt chưa từng giảm bớt yến hồng cũng không muốn để đông phương manh chờ trong phòng nhìn nàng sinh nở bây giờ mới chỉ là những cơn đau nhỏ hắn đã hoảng sợ như thế khó mà tưởng được lát nữa chính thức sinh thì hắn sẽ ra nông nỗi nào nữa nhưng giờ mà bảo hắn ra ngoài nàng càng không yên tâm hít sâu một hơi mỉm cười manh manh hồng hồng không sao chỉ mệt thôi muốn ngủ một chút đừng khóc ngủ cùng hồng hồng hắn ngước đôi mắt đẫm nước nhìn nàng nửa ngày lắc đầu nước mắt lăn tròn xuống má sẽ đè lên bảo bảo manh manh cẩn thận chút thì không sao rồi nàng vẫn cười rút một tay ra lau nước mắt giúp hắn bây giờ còn chưa đến giờ sinh chờ lát nữa sắp sinh lại nghĩ cách điều hắn đi nhưng hiện tại để hắn bầu bạn bên nàng cho nàng một chút dũng khí giúp nàng chống đỡ đi hắn chớp chớp mắt dường như suy nghĩ không tới một lát hắn bò lên giường, nằm nghiêng bên người nàng, hôn lên má lên môi nàng, hốc mắt còn đỏ hoe xong nước mắt không chảy nữa, giọng vẫn còn run rẩy, "Cùng Hồng Hồng, không đau." "Tam thiếu phu nhân, này, để chàng cùng ta trước, lát nữa ta tự có chủ trương." Yến Hồng bình tĩnh cắt ngang lời bà đỡ Lưu từ kinh đến. Bà tử trong phủ đã tập mãi thành quen với tình huống này, không lấy gì làm lạ. Bà đỡ cảnh thấy vậy thầm than, tuy tam thiếu gia này nhìn có vẻ ngốc ngốc nhưng tình cảm phu thê hai người thật là tốt. Hiện giờ thiếu phu nhân cần giữ sức, ổn định tâm trạng, đợi thời gian co thắt rút ngắn còn một khắc một lần là lúc sinh nở rồi. Bà đỡ cảnh thấy Yến Hồng lo lắng trượng phu thấy rõ, bèn mở miệng khuyên. Khóe mắt Yến Hồng liếc qua bà ta, cảm thấy mama này không tệ, tiến thoái chừng mực, thẳng thắn nhưng không cố chấp vì thế cảm kích nở nụ cười. Cảm ơn mama, ta đỡ lo. Cửa phòng lại mở, lão phu nhân xông vào nhanh như điện chớp, hoàn toàn không phù hợp với tuổi bà, sộc đến trước mặt Yến Hồng. Hồng Nhi à, giờ thấy sao rồi, còn đau không con? Mẹ người yên tâm, bây giờ vẫn ổn, cách thời gian dài mới đau một lần, còn sớm mà, quấy giày mẹ nghỉ ngơi rồi. Thấy lão phu nhân thở hắt ra, Yến Hồng cảm động chẳng qua sinh đứa bé thôi, cả nhà như đi đánh giặc ấy. Yến tỷ tỷ bảo bảo sắp chào đời rồi hả? Thập lục công chúa cũng chui vào, trước giường có một đám người vây lấy, nàng nhỏ con nhìn không tới, ở đằng sau nhảy trồm trồm, chỉ nghe tiếng mà không thấy người. Xin thứ cho bà già vô lễ, trong khi thiếu phu nhân sinh, không cần quá nhiều người tới quấy giày, trước mắt cần giữ sức thì hơn. Bà đỡ cảnh không hổ họ cảnh, tính cách khá thẳng thắn. Lão phu nhân không để ý ngược lại còn tán thưởng nhìn bà ta một cái, phẩy tay, mọi người lục tục đi ra. Thập lục công chúa đợi mọi người tản đi hấp tấp nhìn Yến Hồng một cái, giơ tay làm động tác cố gắng lên với nàng xong mới hài lòng đi ra. Kỳ thật cho nàng ở lại nàng cũng không dám, có điều tốt xấu gì cũng đỡ hơn đông phương tề chỉ có thể đi vòng vòng bên ngoài không được vào phòng sinh, ha ha, giờ đi ra khoe khoang trước mặt hắn. Manh nhi, giờ lão phu nhân mới chú ý đến con còn ở trong phòng, ngẩn người. Mẹ, để tướng công ở bên con dâu một lát, con thấy yên tâm hơn. Yến Hồng cầu xin lão phu nhân, đương nhiên nàng biết cổ đại xem phòng sinh là nơi ô uế, nam tử không thể vào. Chỉ là hiện giờ thời gian còn sớm, nàng thật không nhẫn tâm để hắn bên ngoài khổ sở chờ đợi không rõ tình hình. Ai, mẹ hiểu ý con, vậy để nó cùng con đi. Lão phu nhân vỗ vỗ tay Yến Hồng, than khẽ. Quy củ là thứ chết nhưng người thì sống, bà thương con dâu cũng thương con mình, cần gì cứ chú ý quy củ mà làm đau lòng con dâu chứ. Nhớ năm đó, bà sinh tề nhi manh nhi, khó sinh, công gia còn bất chấp tất cả sông vào cùng bà, bằng không bọn trẻ có chào đời được hay không còn chưa biết. Yến Hồng bình tĩnh nằm trên giường, Đều nói nữ nhân cổ đại sinh nở tương đương đi dạo một vòng ngoài quỷ môn quan trở về, sơ sẩy chút là mất mạng. Trong lòng nàng lại cực kỳ bình tĩnh, dường như nắm chắc mình có thể sinh nở bình an, chỉ lo Đông Phương Manh. Nhìn hắn ngóng mình liên tục, tay hắn và tay mình quấn quít lấy nhau, nàng cảm giác sức lực tràn trề. Đến lúc rồi. Yến Hồng lặng lẽ rút tay mình ra, mỉm cười nói với Đông Phương Manh: "Manh manh, Hồng Hồng đói." muốn ăn cháo manh manh nấu đi nấu được không ánh mắt chăm chú kiên định giống như nàng thật sự khát vọng điều đó đông phương manh trần trừ cháo ừ là cháo gà xé lần trước manh manh và hồng hồng cùng nấu đó trắng trắng ăn rất ngon hồng hồng thích gắng sức kềm chế không co rút nàng cố gắng kiểm soát mình lão phu nhân nhìn mà suýt chảy nước mắt ra sức nháy nháy mắt thò tay kéo con trai đi, mẹ cùng manh manh đi nấu cháo, nấu cháo ngon cho Hồng Nhi ăn, ăn xong có sức sinh bảo bảo. Ánh mắt đông phương manh sáng như chiếu được vào tận lòng Yến Hồng, cười gật mạnh đầu, rè rặt xuống giường, lại khom người hôn nàng một cái, Hồng Hồng, chờ. Ừ, Hồng Hồng chờ manh manh. Yến Hồng cười đưa mắt tiễn hắn ra cửa, mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu, lúc này mới khẽ rên một tiếng, lòng bàn tay đầy dấu móng tay khoảng cách giữa các cơn đau càng lúc càng ngắn, bụng dưới cứ chịu xuống, dường như càng lúc càng nặng. Gắng gượng uống mấy ngụm canh sâm trên tay diệu nhân, Yến Hồng hít sâu một hơi. Con à, con sắp ra rồi sao? Mẹ tin tưởng con nha. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.